Mình vừa vào thăm bộ lạc Dasanesh này thì có một điều là mình khá chăn trở là người dân ở đây họ liên tục hỏi là có medicine, có thuốc không. Tuy nhiên thuốc là một cái thứ mà mình không nghĩ là mình sẽ mang đến đây làm gì cả. Thế nào, nhưng mà cái điều thứ hai mà họ luôn miệng hỏi xem là có không là có t-shirt, có nghĩa là có cái áo phông không. Những cô gái ở đây họ đúng là chỉ có một, theo đúng nghĩa là chỉ có một mảnh vải che thân thôi. Họ có một cái khăn họ che ở dưới, xong trong đó thì là trên là trần truồng ấy, không có gì cả. Và họ luôn miệng hỏi là có t-shirt không. Thì bây giờ mình quyết định là sẽ vào quay lại thị trấn để mua cho khoảng mấy chục cái áo t-shirt để tặng mọi người ở đây. Khi hỏi cái hướng dẫn viên ở đây ấy, thì họ bảo là lý do tại sao họ muốn có t-shirt, có áo phông, tại vì là thứ nhất là họ thỉnh thoảng có cái áo để họ đi vào trong thị trấn để đỡ phải ngực trần. Một cái áo phông là một cái gì đó rất là bình thường đối với những người ở đất nước khác, nhưng ở đây họ cũng khát, nhưng ở đây họ khát khao và rất là thèm muốn được có một cái như vậy. Và hôm nay mình cũng muốn là đáp ứng lại cái khát khao đó, và bây giờ bọn mình sẽ đi vào thị trấn để mua một chút quà cho họ. Và việc đầu tiên trước khi đi mua đồ để cho mọi người là mình phải đến một cái máy ATM để rút tiền đó, tại vì không còn đủ nhiều tiền, không còn nhiều tiền lắm. Đây là cái máy ATM duy nhất ở cái thị trấn này, hy vọng là hoạt động. Rất tiếc là máy ATM không hoạt động, không biết là sao nữa. What's it? It's not working. No problem. The system is weak. Wait, I was ready for the car. What is good? Hey! Don't interrupt the car. Wait me a moment. Okay. Only for a minute. À, mình phải chờ một chút tại vì là anh quản lý của ngân hàng này, và bây giờ bảo hứa vào sẽ sửa để anh quản lý này, anh sẽ vào anh sửa xem là để cho máy hoạt động trở lại. Đây có rất nhiều người đang đứng chờ để được rút tiền và chưa đến lượt. Có vẻ máy ATM đã hoạt động trở lại, hy vọng là sẽ rút được tiền. À, có phải đang hoạt động rồi, rất là may. Phải chờ khá lâu, vì nửa tiếng nay chờ khoảng nửa tiếng thì cuối cùng máy cũng hoạt động. Và đằng sau mình còn rất nhiều người đang chờ nữa để được đến lượt rút tiền. Ok, bây giờ đã có tiền rồi để giúp mọi người rồi. Ok. Thank you very much. No problem. Okay. Thank you. Mình cảm ơn cái anh quản lý ở đây, tại vì anh rất là nhiệt tình giúp đỡ để có máy ATM hoạt động được. Và bây giờ bọn mình đã quay trở lại thị trấn Omorate để chuẩn bị vào các cửa hàng ở đây để mua đồ, mua áo phông cho các bạn ở cái địa, cho các bạn ở bộ lạc đó. Tuy nhiên mình phải để một cái người hướng dẫn của mình đi trước hỏi giá để có thể mua được cái giá dành cho người bản địa, chứ không nếu mà thấy một người lạ vào thì họ sẽ hô cái giá cao ngất ngưởng. Thế nên là phải để cho anh ấy đi trước. Đây là thị trấn Omorate. Bây giờ chúng ta hãy vào đây để mua đồ cho các cái bạn ở bộ lạc đó. Borussia Dortmund bằng tiếng Nga. Cửa hàng này có rất nhiều áo phông, tuy nhiên chỉ là áo phông thể thao, áo phông cho con trai thôi, nhưng mà các bạn ấy bảo là không sao cả, con trai con gái đều họ không quan trọng. Có thể mua cho con trai con gái đều, mua đồ con trai như con gái có thể mặc được không sao hết. Thế nào mình quyết định mua. Assume that is in the cover. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Parat chamber. Chamber. 6 7. Are you enjoying your vacation? Yes. Và đây là khoảng hơn 30 cái áo phông mình đã mua để bây giờ mang đến bộ lạc Dasanet để tặng cho các cô gái ở đó. Và tiếp theo là mình sẽ vào một cửa hàng bán đồ tạp hóa để mua bánh kẹo, đồ ngọt cho bọn trẻ con. Họ chỉ có những cái bánh này thôi, không còn gì là bánh bích quy rồi là bánh... Gado ăn đi chamber. Gado ăn đi chamber. Lela chamber, lela anh thân. Yang nhau buscut chamber, lela buscut. À, anh đó soi nét. Yang nhau nào gấu. Chocolate thôi nào gấu. Đây nè này. Đó soi nét. À, có sốt đâu. Đây tới là $500. Emoso car alayo. Gedo bira chala. Gedo and this one. Bira chala bira sadio. Iskrim car le mare. Kana ti izla atas kam marita. Ya ya. Ya nga te, ya nga sibra. Ya. Abal kida tigidi tini. Ishi. Ya nga buta ni zo zani. How much? This is the same price. Same price. Car car. Ali kida. Nga. Kana ti bala izla ka kandaus. Andi shula motor ta kabalo. Ta kabalo anta gedo. La anta dam 500 birla kila. Ciao. And pastel stand. Put it on. And the shoe motor. Okay, issues. Okay. Các bạn có thể nhìn thấy là bão cát ở đằng xa không? Có một cơn bão cát à? Seen another kid too. Bây giờ mình sẽ tặng áo phông cho từng cô gái một ở đây, cho từng người một. Thật thật thật, ấy thật, ăn cái chuột đấy. Bây giờ đi. Bé hoài lẽ eo, ăn cái đấy. Cô muốn có ăn chưa được rồi. Xin. Bé hoài lẽ eo. Ê, 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 xin đi. Ya khayr el. علي بيتام قايل قري تدي توز 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 تي انا ترى هاي تي تما عند ليش تنا برجي قال ليش طفاش يعني شو مني اجل هاي Sounds like we have enough. We have enough, right? Yes, very good. Are you happy? Abang out je, muzik out je mana candi. Ente tidur, tarik cawa, ada juga di. Ah,
mama. I told for them, we give us some money. Có vẻ là họ có vẻ đang rất hài lòng và đang vỗ tay để cảm ơn. Họ rất hài lòng và đang vỗ tay để cảm ơn. Nói chung là mình khá cảm động, rất vui vì làm được cái gì, rất vui vì làm được cái điều gì đó cho mọi người ở đây. Còn mấy người phụ nữ chưa có áo không thì mình sẽ cho họ một chút tiền để họ tự đến họ mua. Mình còn một chút quà nữa, nhưng mà ở kia bọn trẻ con trần truồng hết thì không thể dám, không thể quay được, thế nên là phải đưa cho những người phụ nữ ở đây để họ đưa cho con họ. Just one one. Những phụ nữ đây họ rất trật tự, họ nhận quà chứ họ không ồn ào như một trẻ con. The rest we give us for the children, okay? Vừa làm xong thì trời mưa ập tới. Và bây giờ cũng là lúc chào tạm biệt bộ lạc Dasanesh. Các bạn lần sau, chào tạm biệt các bạn.